Thưa quý vị, thời gian qua, cùng với việc phát động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã đưa các nội dung này vào giảng dạy trong nhà trường, thiết kế chương trình phù hợp với từng độ tuổi. Những ngày tháng năm, cả nước hướng đến kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, các trường mầm non trên địa bàn thành phố cũng rộn ràng tiếng hát lời ca và những hoạt động ý nghĩa chào mừng. Giờ chào cờ tuần này của cô và trò trường mầm non Hoa Phượng Đỏ, quận Hải Châu thêm phần ý nghĩa khi được cùng nhau xem những thước phim về cuộc đời Bác Hồ. Những lời ca tiếng hát dân người của các em bé độ tuổi mầm non tuy còn ngây ngô, chưa rõ lời, nhưng chứa đầy niềm kính yêu. Trong lớp, con được học những bài thơ, những câu, những lời chuyện, những bài nhạc về Bác Hồ. Con còn được đi tham quan nhà sàn Bác Hồ. Qua đó, con cảm thấy yêu quý Bác Hồ hơn. Con hứa con sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng làm cháu ngoan Bác Hồ. Trong cái tháng 5 thì nhà trường đã tổ chức rất là nhiều hoạt động để chào mừng ngày sinh nhật của Bác Hồ. Thì các cô cũng đã lồng ghép các hoạt động giáo dục để giáo dục cho trẻ về Bác Hồ, như là dạy thơ về Bác này, đọc thơ về Bác, rồi mình sẽ làm trang trí những cái khung ảnh cũng về để mà khung ảnh Bác. Giáo dục về Bác Hồ ở bậc mầm non được các trường học trên địa bàn thành phố triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú. Với quan điểm xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm, các hoạt động được thiết kế gần gũi, ý nghĩa, giúp trẻ vừa học vừa chơi, có những cảm nghĩ bài học về Bác cho riêng mình, phù hợp với độ tuổi. Những câu chuyện, những bài hát, những hoạt động như vẽ tranh, kể chuyện đã khiến hình ảnh của Bác trở nên hết sức thân thương với thiếu nhi. Sắp đến sinh nhật Bác nên con vẽ một tranh dung của Bác. Vì do con chưa được gặp Bác nên những câu chuyện của cô kể thì con rất là yêu quý Bác. Những ngày tháng năm, các trường mầm non rộn ràng tiếng hát lời ca dân người. Nhưng làm sao để những hoạt động này thực sự mang lại hiệu quả chứ không chỉ dừng ở phong trào? Làm thế nào để khơi gợi trong trẻ niềm kính yêu Bác, tình yêu quê hương đất nước là điều nhiều người làm giáo dục trăn trở, để từ đó có những giải pháp hiệu quả trong triển khai giảng dạy. Từ khi bắt đầu tháng 5 thì chúng ta lồng ghép vào cái chương trình mà cái chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ ở từng khối lớp và phù hợp với từng đặc điểm của cháu, thì các cháu còn được đi tham quan nhà sàn Bác Hồ. Tuy Bác đã đi xa, tuy những lớp măng non mới nhú chỉ được gặp Bác qua những câu chuyện, bài ca, nhưng với những cách giáo dục về lịch sử, về truyền thống hiệu quả ngay từ bậc học mầm non, tấm lòng, tài năng và đạo đức của người vẫn luôn sáng mãi, là hình ảnh giản dị thân thương để lớp lớp thiếu nhi kính yêu và noi theo.